Tôi cảm thấy không khỏe ha. Tôi hoặc là tôi feel, I feel đi. Không khỏe là gì? Unwell nha. Hả? Tôi không thấy khỏe, I don't feel so good. Rồi, đó thôi. I feel unwell hoặc là I don't feel so good. I'm tired. Đó, một số cách nói về nó là tôi mệt mỏi quá. Đây. Hoặc là I'm feeling sick. I'm feeling sick nghĩa là gì? Tôi cảm thấy bệnh. Tôi thấy hơi bệnh. Sick. Are you sick? Are you sick? Anh có sick Sick. không? Dạ không. Ok, đó là Sick bệnh. là mình đau. Bệnh thôi, tính từ. Dạ. Sick. Sick, ill. Sick. Cũng là đau bệnh luôn nè. Ill, ill. 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 Ok. Đấy, Ill. ill nè. Sick và ill nè. Còn thí dụ như tôi bị cảm lạnh đi. Em thấy lạnh là gì? Cool. Cool là mát thôi. Còn lạnh là Không. gì? Hot, Mình cold, cool. Cool. cool, warm. Rồi, nghĩa là gì? Hot, cold, cool, warm. Rồi, cold là gì? Cool. Là lạnh. Rồi, cool. Cool là mát. Warm. Warm. Trời mà warm lên là nhiệt độ lên cao hơn. Mà chưa, nó chưa tới nó hot, mà nó cứ warm thôi. Nó chưa ra hot. Thì nó sao? Dạng như hot là tầm 38 độ đi ha. Thì warm đâu đó tầm 32 độ thôi. Ấm á, ấm á. Ấm. Đó là warm. Ê, vô. Warm. 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 Warm some warm. Warm. Đây. Này là cool. 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 Cool, cool. Rồi, Cool. next. Cool. Em coi. Cool. 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 Please. Giống giống Cool. giống Giống gì em? cool. À, giống lạnh đó chị. Cái lạnh nó sẽ là Cool. ơ Cool. u âu, nó thành là cold. 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 Có là cool. Cool. Ok, còn này chilly là se lạnh ha. Xong cold lạnh, freezing. Freezing cold là lạnh đóng băng nè. Và frosty là có sương. Đấy. Tại vì frost là sương. Thế thôi. Rồi. Ok. Em tự coi này rồi đúng không? Thế mình nói là viết truyện là gì? Em kia em thuộc rồi mà. Em thuộc cái này rồi đúng không? Hay là em thuộc cái bài trước? Hồi nãy anh kia anh thuộc rồi, là thuộc bài trước hay thuộc bài này? Thuộc bài trước hả? Bài trước, vậy hỏi bài Chị trước tí nha. nhớ là em thuộc thứ trong tuần kia. Thứ trong thần hả? Thứ Ok, trong chị tuần thấy kia em là trả em lời tin nhắn á, là em coi bài này nha, mà em kêu dạ em thuộc rồi chị. Cái chị tưởng là ghê vậy, chu Hồng mà thuộc luôn, khiếp. Rồi, thứ trong tuần thuộc. hả? Thí dụ như thứ năm là gì?
Tơ đi, tơ À, là thứ. thức Ok, được. thứ. Đây. Rồi thứ tư là gì? Wednesday. À, đánh vần spell it W. W When's? W Well, when? W Em tách ra, em thành đầu E where, the. Rồi, E sao nữa? E D N E S SD 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 Đấy. SD SD Wednesday. À, chị đọc là when the next day gì mà chị thuộc á. Wednesday. 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 Rồi thứ 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 hai là gì? Yeah, Monday. Rồi thứ bảy. Saturday. Đọc sao? Saturday. Yeah, Saturday. Saturday. Giọng Saturday. đánh vần, spell it Thứ bảy gì? please. S Ai? S I T U U U I R làm xong R Rồi đây. đây Được chưa? Sát ở đây hả? Tại sao chỗ này đọc là sát? không ai nãy em kêu là ai Ai? mình đây Ai là y với anh? ủa ai Ai? ai Đấy. Saturday. Saturday. Giống như là sát từ đây hay sát ở đây? Saturday. Saturday. That's right. Viết là tờ nhưng mà âm rung thì đâm rung đứt trước chữ tờ thì mình sẽ đọc thành là tờ thành đờ. Saturday. 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 À, sửa tờ thành đờ. Saturday. Thứ sáu là gì? Sáu lần. Friday. À, Friday. À, Friday. thứ ba là gì? Tuesday. Viết sao em? T E U T U E S Tuesday. À, chủ nhật. D Sunday Sinh là gì? U yeah. Sinh là mặt trời. À, mặt trăng là gì? Càng làm Moon. một hàng Hả? Đấy, sun nè, moon nè. nè Sun, moon nè. Đấy, mặt trăng và mặt trời nè. Đấy. Xong có nào có cái tên cho mình vậy ta? Đây. The sun, the earth and the moon. Có nghĩa là mặt trời, trái đất và mặt trăng. Đấy. The sun, the earth and the moon. Solar systems. The sun, earth, and moon. Solar system for kids. Mình biết gì là được rồi. And next, mình có cái hình này cũng hay hay này, cái hình hình it's cold in the winter. Vậy là mùa gì đó? It's cold in the winter. Mùa gì? Ngày Trời mùa thì lạnh. lạnh vào mùa Thì là mùa đông. mùa đông. It's hot in the summer. Trời nóng vào mùa hè. Yes, it's warm in the spring. Spring là mùa thu. Mùa dạng như Trời. Tết Tết đến rồi á. Mùa của Là Tết mùa đấy. xuân. À, ok. It's Spring. warm in the spring. Bạn nghĩ là gì? Nhiệt.
Trời như thế nào trong mùa xuân? Độ vừa, Trời vừa độ vừa mát hả? mà vào mùa xuân Trời là ấm. vừa đúng Làm gì không? có trời nào mà trời vừa. Úi Ấm. dồi ôi, trời ấm. Trời ấm vào mùa xuân, and it's cool in the fall. Mùa gì đây? Cá rụng hết, mùa gì? Mà thu À, fall là té, cũng là mát mùa thu. Trời. mát và mùa thu Ok, mình có spring, summer, fall, winter. Ha. Thường á, thì người Anh á, người ta sẽ nói là fall, người ta đổi thành autumn. Ha. Nhưng mà người Mỹ thì không nói là autumn, mà người Mỹ nói là fall. fall. Hey, wait a minute. Giggle, giggle, giggle. Here we go. Spring, summer, fall slash autumn, winter. Spring, summer, fall, winter. Ok, rồi em có nè. Ở đây không phải là sum mà là gì? Summer. 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 Ok. Summer. Vậy thì câu trả lời của mình là What's the weather like in spring? Hả? Thời tiết như nào trong mùa thu, mùa xuân? Weather. 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 Đỡ lấy lưỡi nha. Weather. 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 Rồi, vô. What's the weather like in spring? Đoán đoán thử. What's the weather like spring? Dựa vô một cái bảng thấy như thế này nè. Thì thời tiết sẽ như thế nào? What's the weather like in spring? Trời ấm thì sao? Cảm là Warm. warm. Ấm vào This mùa xuân. is warm in That's right. Good, 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 spring. good. Good, good, good. Mặc dù chưa biết đời là gì nhưng mà cũng bỏ đời vô đó. Rất là khí thế. It's warm in the spring. It's warm in the spring. Again, please. Warm in the free spring. 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 It's ở đây có nghĩa là trời, là nó, nhưng mà ở đây là một chữ ngữ giả thôi, mình chỉ là trời. It's warm in spring. Rồi, and mình nói trời nóng vào mùa hè. It's nóng in mùa hè. Hot vào mùa hè. In hè. It's hot in a hè là gì? Hè là từ sau mùa xuân ấy. Và trước mùa thu Summer. á. Summer. It's hot in summer. It's hot in the summer. Rồi, ấy. Trước danh từ mà đếm được á, thì phải có the. Kiểu nhưng mình không nói là một mùa hè, thì mình nói mùa hè thì mình the summer. It's hot in the summer. It's hot in the summer. It's hot in the summer. It's not in the summer. That's right. And mình nói là trời mát vào mùa thu thì nói sao? What's the weather School. School in the school in Không 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 không. What's the weather like in fall? Mình làm cái câu giống như này. It's in the fall. Đấy, it's gì? Mát mát. Mát là cái gì? school. Cool. 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 In the chữ đó đọc sao? Cool. Fall. Cool. Đưa cái lưỡi lên fall.
Oh. Yes. Okay. So it's cool in fall. Right? In Mm. fall. It's cool in fall. Anh có thể nói luôn it's cool in fall. It's cool in fall. À, không phải cool mà cool, cool, cool. It's cool. Cool. À, kẹt ca ra ha. Cool. 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 Ok, và cuối cùng là trời, what's the weather like in winter? What's the weather like in winter? How warm, huh? It's cold. Cold. Cold, cold, Cold. It's cold. cold. In winter, what's the weather like? Alright, what's the weather like? Là thời tiết như nè. To be like á, là như thế nào chứ nó không phải là thích cái gì. Chừng nào what do you like á mới là thích cái gì. Còn to be like thì mình là is, mình sẽ tả cái bản chất của nó. Nó cold, nó hot, nó này nó kia ha. Đấy. So giống như mình hỏi là what's your girlfriend like? She's cute and smart. Ví dụ vậy. Để hỏi bạn gái bạn như nào? Dễ thương, thông minh. À, đấy thì mình sẽ là be like what's your girlfriend like. Còn khi nào mà hỏi là what do you like á, thì mới là bạn thích cái gì. À, rồi, so what's the weather like? Hôm nay mình lỡ học cái này rồi, mình học chủ đề này luôn đi. Lên YouTube nghe, nghe nhạc cho nó ha. Đấy. Đấy. Cho nó hát cho mình nghe. What's the weather? What's the weather? What's the weather like today? All together, what's the weather like today? Ooh, what's that sound? Look at the trees. Look, it's windy. Look, it's windy. Look, it's windy, everyone. Fly a kite, fly a kite, everyone. Ooh, what's that sound? We're gonna get wet. Look, it's rainy, look, it's rainy, everyone. Jump in the puddles, jump in the puddles, everyone. Oh look, it's starting to clear up. Ok, cái bài này nó hơi kiểu rainy với lại này nọ rồi. Nó thành là trời mưa, trời nắng rồi. Đấy. Windy rồi. Clear, rainy rồi. Các kiểu sunny rồi. Thì nói chung thì cái này thì trước sau gì em cũng phải học thôi. Ha. Thôi, nhưng mà từ từ đi. Học nhiều quá, lượng sốc. Rồi, ok. Cho suy nghĩ lại rồi. Ra ngoài kia học bài tiếp. Rồi thuộc được hot summer này nọ là ok rồi ha, viết thêm được mùa, viết thêm được mùa với lại nóng ấm cái kiểu rồi, nên thôi giờ mình cứ đi tiếp vào cái bài của mình. So thứ mình cũng thuộc rồi nè, cộng trừ nhân chia mình cũng biết rồi nè. Hôm nay á, thì mình sẽ tới tới một số cái bài, thí dụ như là nó cái từ ha, cái cụm từ như là tập thể dục là tập đấy, thì em có nhớ gì không, có nhớ gì về tập thể dục là gì không? Dục À, nó sẽ là do homework hay là do exercise? Cái nào nghe giống bài tập hơn? Homework hay là exercise? nhà không buộc Ừ, homework là bài tập hay là bài thể dục? thì bài tập Ừ. Mình có thấy homework biết đó đúng không? À, đây, giờ mình sẽ đọc mấy này nha. A listen A 1. Do exercise. Repeat, please. Do exercise. Ok, thế S E đúng không? Đọc S thôi, bỏ E. Do exercise. Do Kéo dài chữ S ra size. 2. Do exercise. Đấy.
Do exercise. That's right. Do exercise, read poems, use the internet, surf the net, do homework, practice spelling, write stories. Đấy. Rồi bây giờ mình có nha. Read poems, nè. Use the internet, nè. Surf the net là mình cũng là lướt web rồi. Không cần phải nói là use the internet. Hoặc mình nói mình go online đi. Mình lên mạng đi. Rồi do homework, practice spelling và write stories. Đây là một số từ vựng mình cần biết ngày hôm nay mà chờ ông đọc lâu quá. Anh thôi tự đọc luôn. Rồi. Đây. Here you go. Do exercise. Read poems. Use the internet. Surf the net. Go online. Do homework. Practice spelling. Write stories. Okay. Rồi, bây giờ mình có cái này ha. So, mình có đầu tiên do exercise. Exercise. Rồi, chị làm bài tập cho em này. First, yo, do exercise, please. Mình có do you do exercise? Huh? Do you do exercise? Em có do exercise không? À, lộn lộn. Do exercise không phải là làm bài tập nha. Mà là tập thể dục. Rồi, do you do exercise? Huh? Do you do exercise? Ok. Rồi, how often? Bao lâu một lần? Every day không? Thỉnh thoảng. Sometimes. Okay. Sometimes. Sometimes, okay. Sometimes. Sometimes. Okay. So this is gọi là do exercise nè. Em có thể nói là exercise hoặc là do exercise đều ok nha. Why should we exercise? Tại sao chúng tôi, tại sao chúng ta lại nên tập thể dục? Ha, gọi là exercise. Do exercise cũng là một thứ luôn nha. Rồi. And next, mình có read poems. Read là đọc đúng không? Poems là bài thơ. So read poems sẽ là đọc. Đọc thơ. Yeah. Read poems. Read poetry cũng là đọc thơ. Rồi. Trời ơi, giờ này có ai đọc? Chắc có, chắc có. Rồi. Read poems. Read poems, please. Read. 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 Poem. Read. Poems. Poem. Poem. Read poem. Poems. 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 Yeah. Read poems. Read poems. Rip. Rip. Poem. Okay. Use the internet. Use the internet. Use là sử dụng á. Use the internet. Use the internet. À, rồi mình có surf. 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 Công ngữ lên. Surf. Đúng rồi. Surf là lướt. Ha. Nhưng surf the net có nghĩa là lướt sóng, à lướt mạng. Đấy, đấy, surf the net nè. Đấy, lướt mạng. So, ở đây là một cái từ giống như ở mình vậy. Mình kêu mình lướt web á, thì mình có thực sự là lướt web đâu. Mình đâu có lướt sóng trên web đâu. Nhưng mà ở tiếng Anh là nó dùng chữ lướt sóng đàng hoàng luôn á. Là chữ surf á. Surf the net là lướt internet. Đấy, lướt mạng. Yeah. Rồi, mình có go online. Đấy. Go online là lên. Lên mạng á. Lên mạng. Rồi do homework thì sao? Do you do homework? Do you do homework? Làm bài tập về nhà. Yes, you do homework, hả? Huh? Do you do homework? Thế em có làm bài tập không? Không. Why don't you do homework?
Why don't you do homework? Why don't you do homework? Huh? Yeah. Why biết not? Mà... Huh? Sao mà nó nhanh hết giờ quá? You don't have time? Không có thời gian hả? Dạ, phải không có thời gian mà sao quần em ngồi em làm quần cái gì mà quần kiểu gì mà nó hết giờ sao không có thời gian làm bài tập đúng không? I don't have time to do homework. I don't have time to do homework. Trước động từ tiếp theo mình phải có to, sao to là nguyên mẫu. I don't have time, tôi không có thời gian để làm bài tập. I don't have time to do homework. Again, please. I don't have time to do homework. To do homework. Okay. Rồi khi mà thay vì mình nói I don't have time á, thì mình sẽ thấy là I have no time. Cũng vậy luôn. Yeah. I have no time to do homework. Again, please. I have no time to do homework. Yeah. Rồi, hay là em học với chị cả tuần đi thì chị sẽ có thời gian làm bài tập với em. Nghe sao? Thấy sao? Dạ thôi, em kiểu như còn nấu ăn nó rồi đó chị, đi làm việc cũng trễ. Dạ. Nên mình sẽ cần ý chí mãnh liệt. Dạ đúng rồi. Đúng không? Cố gắng lên, cố gắng lên. Cố gắng lên. Nếu mà không làm là sẽ quên bài liền à. Dạ đúng rồi. Practice nè. Practice nè. Ha. Có nghĩa là thực hành. Spelling là cái mình hay kêu á, re-spell it á, là gì? Dạ, anh Văn. À, practice spelling nghĩa là thực hành đánh vần á, thực hành đánh vần á. À, này nít thôi chứ ai chơi này nữa. Rồi, and we có write stories. À, em hay đăng story, em up story á, là đăng truyện đúng không? Hay write là viết, thế write story là viết story. À, viết story, write story, ấy, write a story, còn kia người ta nói nhiều rồi, thành write stories. Okay. Rồi, next, thế mình, okay, so what do you like to do? What do you like to do? After work? Câu hỏi là gì? What do you like to do after work? After work là trước hay sau khi đi làm? Before với after nè, coi câu nào đẹp hơn nha. Rồi, before với after đi. Rồi. Ok, câu nào đẹp hơn? After. À, after, vậy after là trước hay sau? Sao? À sao? Đấy. So, vậy thì á, mình có after work là sau khi đi làm hay là trước khi đi làm? Dạ, sau khi đi làm. À, sau khi đi làm là đi làm về á. So, what do you like to do after work? Nè, mình có những cái hoạt động này đi. How, what do you like to do after work? Nghĩa là gì? Bạn... tập thể dục. À, ok. Ai? Tôi thích tập thể dục sau khi đi làm về thì nói sao? Ai? Like. To. I like to. Tập thể dục. Exercise. Sau khi đi làm về. After work. After work. After work. That's right. After work. Right. Okay. Nah. How long do you exercise? Huh? How long do you exercise? Hello. How long do you exercise?
30 30 minutes. Ok. 30 minutes là số ít hay số nhiều? Minutes. 30 phút là số ít hay số nhiều? Số nhiều. Số nhiều thì danh từ thêm gì? Thêm S. Ừ. 30 minutes. Minutes. Ok. Rồi em thấy nè. How long should you work out at the gym? Should là nên. Các từ để hỏi là how long do, rồi what, rồi where này nọ thì lên đầu. Sau đó mới tới động từ chính nè, should là động từ đặc biệt ha, động từ khiếm khuyết nên nó được ra đây đứng, nó không cần phải mượn gì hết đó. Should you work out? Work out này nó bằng với tập thể dục, nó bằng exercise ấy, nhưng mà là tập gym á thì mới gọi là work out nha. Work out. Rồi at the gym. 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 How long should you work out at the gym? Câu này nghĩa là gì? À rồi, có rồi. Ok, so you, do you go to the gym? Do you go to the gym? Do you go to the gym? No. No, ok. Rồi, where do you work out? Where do you exercise? Where do you exercise? Where là gì? Khi nào? Where? Giống như where do you live á? Where là gì? Hỏi gì đây? Where do you live? I live in the US. Là where hỏi gì? Hỏi chỗ nào, khi nào hay là ở đâu mấy giờ? Dạ, ở đâu? Ở đâu? Where do you exercise? Tôi tập thể dục ở đâu? Ở nhà thì nói sao? Tôi tập thể dục. I exercise. Ở nhà. I exercise at home. Ừ. Rồi. I exercise at home. I exercise at home. Rồi, em coi từ exercise kết thúc của nó là cái gì thì em sẽ nối với thành set luôn. Ví dụ như này, mình thấy là giờ nè. Exercise. Nên suy ra cái này sẽ là set hay là z. Set hay yet? Nó là giờ. So I exercise at home. Yeah. Z. Rồi. I exercise at home. Again, please. I exercise at home. That's right. Right. Where do you exercise? Yes, exercise at home. Z at home. Right. And that's good. How about đây nè, exercise at home nè. Exercise. Ab workout là tập thể dục bụng nè. Rồi to do at home nè. Cardio exercises to do at home. Có nghĩa là 5 bài tập thể dục cardio là tập tập để ốm á. Tập đó. To do at home. Nó vận động, nó liên quan tới tim á. Rồi gọi là cardio. 5 cardio exercises to do at home. Cardio. Rồi, thank you. Chủ đề exercise tới đây là kết thúc. Rồi, back to this one. Đấy, mình có how about go online? How often do you go online? How often do you go online? Rồi, how often là bao lâu một lần? Bao lâu một lần? So, tại vì often là thường xuyên như nào? Có nghĩa là bao lâu một lần? So, how often do you go online? Yeah.
giống như kiểu một lần một ngày, hai lần một ngày á, đúng không? Hay là 30 phút một ngày, một tiếng một ngày thì mình nói sao? Hai tiếng một ngày. Một tiếng một ngày, một tiếng một ngày À, một tiếng là gì? nhiều quanh học À, chữ H nó bị mất thầy thành one hour a day. One hour quanh ao mà đi a day. One quanh ao ra đi hour a ao rồi. day. Hour, nó bị mất cái chữ H, nó bị câm chữ H. Nên nó còn là hour, nó là nguyên âm nên nó sẽ đi với in. Ha? Hour. Yeah. Rồi. An hour a day. An hour a day. An hour today. Yes. An hour a day luôn cũng được. An hour a day. An hour today. Okay, that's good. Rồi, đây người ta có câu hỏi nè. How often do you go online? What do you usually do on the internet? Nghĩa là what do you usually do online? Usually, usually là cũng usually. Kiểu kiểu thường xuyên á, thường mà nó cao hơn often. Sau để chị lấy adverbs of frequency. Rồi, đây. Adverbs. Cho em coi cái bảng này thì nó sẽ dễ nhớ hơn. Đây. 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 Rồi. Thí dụ nha, mình có always là luôn luôn nè. Usually là thường xuyên thì nó sẽ nằm đây, nó cao lắm, 90% lận. Normally, generally là cũng thường, nhưng 80% often nằm đây nè. Huh, thường thường. Đấy, 70% thôi. Sometimes, cái mà em hay nói đó nghĩa là gì? Dạ, sometimes em mới làm bài tập á. Sometimes I do homework á. Thế sometimes là gì? Tính toán À, thỉnh thoảng, thử ép vô ha, sometimes. Rồi, seldom, rarely là hiếm khi. Seldom và rarely, hiếm khi, và never là... là không bao giờ That's right. không. Huh? What do you usually do on the internet? Câu này hiểu sao? What do you usually do on the net? Hoặc là do online đó. Hiểu sao? Bạn có Bạn... thường xuyên không? Không, không. Bạn có thường xuyên không? Người ta sẽ hỏi là do you usually? Còn cái này mình sẽ hỏi, mình sẽ dịch cái này nè. Bạn thường... Bạn có thường... Bạn thường làm gì trên mạng Internet đấy? mà Okay, so what do you usually do online? Xem YouTube là gì ta? À, vậy thì mình I watch, I Đây. usually watch YouTube videos. Hả? usually watch Rồi, your please. usually watch YouTube video. Videos. Videos. Watch. Watch. What? Watch. What? Watch. Watch. Okay. Rồi. Đây. Watch. 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 That's right. So. I usually watch YouTube videos. Again, please. I usually watch YouTube videos. Okay, that's right. Watch YouTube videos. Này, you see? Nè nè. Watch YouTube videos nè. Watch YouTube videos. How to watch YouTube videos for free on desktop or mobile? Có nghĩa là làm sao để coi video YouTube miễn phí trên desktop màn hình nè. Hoặc là điện thoại, ý người ta nói là trên laptop á, hoặc là trên điện thoại. Ôi trời ơi, các bác cứ tìm cách miễn phí. Rồi, I usually watch YouTube videos, ha. Huh? Rồi. Do you do shopping online? Do you do shopping online? Do you do any shopping online?
Hoặc là do you do online shopping? Nghĩa là gì? Đoán thử xem. Thì bạn có thường đi shopping. Có shopping gì? Shopping online không? Shopping online. So do you enjoy shopping online? Em có thích mua sắm trên mạng không? Dạ không. No item. No item. Nên là let's do online shopping. Chúng ta hãy mua sắm trên mạng nào. Rồi. And okay, so that's it. Ha, đó là một số từ to homework practice spelling. Này nọ thì nói chung cũng không quan trọng với mình lắm, tại vì mình không có mình quá tuổi practice spelling rồi. Rồi. Yeah. Và mình có write story xong. I don't think so. 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 À, chữ TH nó làm biến đọc, nó đọc thành tinh tinh. Think. Yeah. Think. 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 Okay. Next. Giờ mình có tiếp theo. Bây giờ mình nghe đã rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ nghe Alfie wants to go to school. Ha. Nghĩa là Alfie muốn gì? Go to school là gì? Alfie muốn đi tới trường. Đi tới trường là đi làm gì? Đi tới trường là đi học. À, đi học á. Còn đi làm là gì? Go to school. Đi làm là gì? Go to work. Đấy. Work. 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 Đi tới chỗ làm nè. Go to work. Đấy. Đấy. Run to work luôn chứ khỏi go to work nè. Chạy tới chỗ làm luôn. Go to work nè. Đấy. Rồi. Men going to work. Ha. Rồi, người đàn ông đang đi làm. So, go to work. Go to work. Rồi. Go to work. Ừ, em nghe là go to hay là go to nha. Go to work. Go to work. Go to work. Go to work. Nó có nhiều cách đọc lắm. Thí dụ như là bình thường mình sẽ có tu, thờ và đờ. Ta. Ta. Two. 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 Đúng không? Nó hên xui ha. Thí dụ như trong một câu á, nó sẽ kiểu nó kiểu là I want to go to work. To work. Thì cái gì vân vân và may là nó sẽ đổi kiểu như là I want to go to school to learn. À, mình có nè. Tôi muốn trước động từ go là to. Go to school là đi đến trường là nó một cụm bắt buộc rồi. Nên thành là đến. À, lúc này nó nghĩ là đến. Yeah. Xong tới lúc này nó mới bắt đầu lại là một cái to trước cái lên nè. Thì lại nó lại có nghĩa là để. So I want to go to school to learn. I want to go to school to learn. Em nghĩ sao? I want to go to school to learn. 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 Again, please. I want to go to school to learn. Hơi cả nó đi. Rồi. And then, Alfie wants to go to school. What do you do at school? Huh? I read poems. Right? Nó hỏi là, what do you do at school? Nghĩa là gì em? What do you do at school? Bạn có làm ở trường không? Hay là bạn làm cái gì ở trường? Hay bạn làm ở đâu ở trường? Hay là bạn ở trường gì? Bạn có làm gì ở trường không? Bạn có làm cái gì ở trường không? Như vậy là nó lại thành câu khác nha. Đấy. Mà nó hỏi nha. Do you do anything at school? Do you do? Đấy. Do you do anything at school? Có nghĩa là bạn có làm gì ở trường không? Bạn có học không?
Đấy, thì có hay không á, là em sẽ do you, are you, will you gì đó. Nhưng ở đây nó hỏi là what do you do at school? What do you do at school? Là bạn làm cái gì? Bạn làm cái gì ở trường? Đó, em phải học dịch gì đó. Đấy. Ha. What do you want for lunch? Đấy, thí dụ vậy. Thì em phải dịch cái chủ ngữ, rồi tới cái động từ, rồi ra tới cái từ để hỏi. Rồi câu này em dịch sao? Bạn. Bạn muốn bây giờ tới gì bạn nữa, muốn ăn trưa, muốn ăn trưa gì rồi, muốn ăn cái gì buổi trưa à. Bạn muốn ăn trưa cái gì, bạn muốn ăn cái gì cho buổi trưa, là trưa nay bạn muốn ăn gì á, nên mình phải dịch vậy nè. Bạn muốn gì cho buổi trưa là mình phải dịch bạn muốn gì cho buổi trưa, là nghĩa là mình dịch thoáng vô là mình bỏ chữ ăn gì cho buổi trưa. Đấy, thí dụ câu tiếp theo, where do you want to live, where do you want to live, thí dụ vậy, where do you want to live, where, đây đây, thì mình sẽ học dịch sao cũng y như vậy nè. Nhưng mà muốn không? Cái này thì nó khác một chút. Này thành rồi. Bạn sao? Bạn bạn có bạn muốn muốn ở đó? Live là gì? Là trực tiếp. Sống. Trực tiếp là live, là danh tính từ của nó, động từ của nó là verb á, lặp là live là sống. This còn a là live là trực tiếp, tính từ là trực tiếp. Vậy á, ở trong này câu này nó mượn trợ động từ thì chỗ này nó phải là động từ mới đúng. Thế thì bạn muốn sống như thế nào? Thế bạn muốn sống ở đâu? Where you wanna live? Where do you want to live? Oh, quên luôn. Bạn muốn sống ở đâu? Where do you want to live? Where do you want to live? What? Where? When? When do you get up? Right. Get up. Hoặc là wake up. Wake up là mở mắt ra, còn cái đập là ra khỏi giường luôn. Vậy thì con này dịch sao? Dạ. Khi nào thì... Khi nào bạn... Get up. Thức dậy. Thức dậy. Đấy. Get up với wake up nó khác nhau một chút, là get up là em ra khỏi giường, còn wake up là thức người khác dậy hay là đã tự thức dậy á, thì nó mới là open your eyes thôi, mở con mắt ra ha. Và get up là đứng ra khỏi giường luôn, get out the bed, ra khỏi cái giường. Đấy. Thì mấy giờ bạn thức dậy ha? So, đấy em đã biết cái cách mà dịch câu hỏi chưa? Thế ở đây người ta hỏi what do you do at school thì sao? Bạn do là làm á, mình có hai do ở đây á, do này là trợ cho cái động từ và do này mới là động từ nè, làm at school. Trong câu hỏi nha, trong câu hỏi và câu phủ định là câu không á, thì mình verb á là động từ á, nguyên mẫu là verb không, không thêm gì hết, vô cùng sung sướng. Rồi, so what do you do at school nghĩa là gì? Dạ bạn muốn có muốn không? Trong con này có chữ muốn không? Không có. Bạn làm gì ở trường? Rồi sao nữa? Sao âm lý càng ngày càng nhỏ vậy em? Hết bình hả?
Đói bụng hả? Hả? Ơi, ơi. Làm gì còn muốn làm gì á? À, không có muốn, không muốn Ừ, bạn làm. làm gì á Trương? Ừ. Ừ, tại tưởng này đi đi trường đi học không học bài thí dụ vậy. What do you do at school? Thế mình hỏi bạn làm gì ở chỗ làm thì mình nói sao? What do you do at Ừ, work. Dễ không? What do you do at Again, please. work? What do you do at work? That's right. What do you do at work? À, rồi, bạn làm gì ở chỗ làm? Đấy. Rồi, vô. At school. Going to school, Tom? Are you going to school, Tom? Nó hỏi gì? Nó hỏi bằng thì hiện tại You. tiếp diễn á, đi với in á, là đang làm gì á. À, are you Are going you going no at school, nghe không có lý cho lắm. À, đi đến chứ không có ai đi ở hết á. Are you going to school, Tom? Đi đến á. Wait a minute. Going Rồi. Are you going at school? Hey, to school? to school, Tom? Are you going to school, Tom? Going to school, Tom? Are you going to school, Tom? Mình có go to là đi đến. Ha. Go Yeah. go at thì chưa nghe lắm. Going to school, Tom? Are you going to school, Tom? Are you going to? Are you going to school, Tom? Rồi, em nghe sao nó đọc hơi nhanh á, thay vì nó đọc là to, rõ ràng thì nó sẽ đọc như mình nói đó. Are you going to? Are you going Going to school, Tom? to? Are you going to school, Tom? Are you going to school, You Tom? going to Rồi, quyết định chỗ này thành gì? to. Are you going to school, Tom? Right. Are you going to school, Tom? Đấy. Câu này dịch sao? Bạn đang đi đâu? Hay bạn đang đi tới trường? Hay bạn đang đi tới trường hả? Hay là bạn đang đi chỗ nào? Bạn đi tới trường hả? Ừ. À, khi nào mà nó đưa mấy cái này ra đầu câu nè. Are you, do you là có hay không? Hay là hả? Đấy. Còn khi nào what là sẽ là gì, là cái gì? Where, ở đâu? Đấy. Đấy. So are you going to school? Đang đi học hả? And Yes, I am. yes, Yes, à, hỏi gì trả lời đó ha, hỏi do trả do, mà hỏi to be thì hỏi trả lời bằng to be. What do you do at school? Hỏi gì nữa? What does he ask? What does Alfie ask? Alfie là cái thằng nhóc này nè. Đấy, Alfie ask cái gì? What do you do at school? Nghe ra không? What do you do at school? What do you do at school? What do you do at school? Do What do you do at school? you Okay. What do you do at school? Nghĩa là gì? do? Bạn School. Tới trường. làm. Làm gì ở trường? Yes. I read poems. Nói gì? What does he do at school? What does he do at school? Anh này làm gì ở trường? He. What do you do at school? I read poems. Nó làm gì? Nhìn trên mấy cái hoạt động này nè.
Poems. Poems. What do you do at school? I read poems. At school. I read poems. I read poem. Poems. Poems. Nó là o âm á, o vậy nè. Poems. Yeah. I read. Y dài ha. I read. Right. I read poems. I love poems. I love poems. Cool. What else do you do at school? Cool. Hồi nãy kêu là cool. Hồi nãy mình học cool là gì? Như là mát. Cool mới là lạnh. Cool ngoài nghĩ là mát ra nha. Nó còn có nghĩa là ngầu nữa. Nha. Cool. Ngầu thế. Đây mà thấy con này nó cool, cool panda nè, không phải là con gấu ngầu mà là con gấu mát mà là con gấu ngầu. Thấy con này nó ngầu không? Cool không? Đấy, cool không? Nó còn ngầu hơn mình nữa. Đây, cool cat with sunglasses nè. Con mèo ngầu lòi với lại mang kính mát. Sun là mặt trời, glasses là kính. So sunglasses có nghĩa là kính mặt trời, gọi là kính mát. So cool cat with sunglasses. Mèo ngầu. Đấy, are you cool? Lỡ sau này người ta hỏi á, are you cool? Em có mát không? Dạ, yeah, nói I'm very cool. Em rất là ngầu. Đây. And I'm very cool. Dạ, em ngầu lắm chị. Đây. So, cool. Ngầu quá, tuyệt vời. Đấy, nó có nhiều nghĩa vậy đó. Ngầu, tuyệt, tuyệt. Nó kiểu như nó bằng gray á. Và mát. And next. Poems. Cool. Đấy, cool. What else do you do at school? Nó hỏi gì nữa? What else do you do at school? What else do you do at school? Nghe không, nghe không? What up? What else? Có nghĩa là khác, chữ else này là khác. Em cứ ráp với mấy từ để hỏi là nó thành ai khác, nơi nào khác, cái gì khác. What else? Nghĩa là gì nữa? Còn gì nữa không? What else? Thế who else là gì em? Ai khác? Gì nữa? Gì khác? Ai khác? Rồi where else? Chỗ nào khác? Who else? Where else? Còn chỗ nào nữa không? Who else? Đấy. Hỏi who else? Ai nữa? So what else? What else? Rồi gì nữa? What else? Đấy, còn gì nữa không? Hình như ông này mất rồi sao? Rồi. Next. Đấy, thằng này nó mới hỏi what else? What else do you do at school? Rồi, nói gì? What else? Em? Do you do at school? What else do you do at school? Do you còn một động từ chính là gì? You do at school. That's right. What else do you do at school? Con này dịch sao? Bạn. Bạn sao? Con làm. Bạn làm gì nữa ở trường? Đấy. Còn làm gì khác ở trường không? What else? Mà giọng Mỹ người ta sẽ là what else? What else? Nghe nhạy cảm quá ha. What else? What else? What else? What else? What else? What else? What nè, xong rồi tờ thành đờ nè. What else? What else? Rồi, next. What?
Đọc đi em. What else? Okay, what else? Còn gì nữa? Lots of things. Lots of things. Em người ta hay nói thanks a lot đó, nghĩa là sao? Cảm ơn sao? Cảm ơn rất nhiều. À, cảm ơn nhiều. Thanks a lot. Lots of này nó bằng với a lot á. Nó bằng với a lot of á. Thay vì nói vậy thì mình bỏ cái ờ đi. Mình thêm cái sờ vô thành lots of things. Thing là hồi bữa mình nói là người hay vật? Dạ, vật. À, vật ha. Người là gì? Người là per person. Person số nhiều thành p. People. People. Kinh nhỉ. Động vật là gì? Động vật hay An, gì? Dạ, animal. Animal. À, rồi. Và nơi chốn là cái nơi chốn đó là gì? Per place. Place. Ok, số nhiều sẽ là places. Vậy thì tất cả những cái này đều là noun. Đọc là noun, là danh từ. Rồi, lots of things là nhiều thứ lắm. Lots of things là tôi làm nhiều thứ lắm. I do lots of things. Thay vì em nói là I do a lot of things, thì em nói là I do lots of things. Lots of things. Lots of things. Lots of things. Yes. Đấy, như nè. Đấy. A lot of things nè. Đấy. A lot of things nè. Nhiều thứ. We can do a lot of things. Đấy. Và ở bên này người ta có lots of things. Nhiều thứ. Đấy. Rồi. Cho anh nhỏ này anh kêu là... Anh kêu là lots of things hay là a lot of things? Cool. Lots of things. Lots of things. Lots of things. À, lots of things. Nhiều, mình phải thêm S vô danh từ. Lots of things. Lots of things. Like what? Like what? Like what? Là gì? Thích gì hả? Phải không? Như là gì? Tại vì like à, nghĩa là giống như nữa ha. Someone like you. Someone like. Someone like you. Đấy, ai đó giống bạn ha. Nên giống nó còn là like ha. Kiểu như là she's really like my mom. Cô này giống má tôi lắm. To be like nè. My girlfriend's like my mom, đúng không? Bạn gái em giống má em vậy đó. Rồi, lần này là like what? Giống như cái gì? I write stories. What does he do? I write stories. Ai? I write stories. I write stories. À, danh từ số nhiều. Khi mà nói chung á, thì mình phải bỏ danh từ thành số nhiều. Ha, chứ không, còn không là I write a story. Nhưng nếu mà mình không ở thì mình phải thành nó số nhiều để mình nói chung. Stories. 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 Wow! School sounds awesome! Awesome. Cool. Awesome. 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 Em có biết amazing good job em không? Dạ biết. Nó cũng kiểu kiểu như awesome á, tuyệt vời. Awesome. Amazing là tuyệt vời mà kinh ngạc sửng sốt á. Thì awesome cũng là tuyệt vời kiểu amazing nè, awesome nè. Đấy. Đấy. Cool. Awesome. And what do you do after school, Tom? Hỏi gì á? What do you do after school, Tom? What do you do after school, Tom? What do you? What do you do after school, Tom? What do you?
What do you do after What do school, you do Tom? after school? What do you do, you know? What do you do after school, Tom? After. Yes. After cái gì? Yes. School, Tom? After What do you do the after school, Tom? sound. After work, after school. What do you do after school, After Tom? school. Đấy, rồi nguyên câu please. What do you do after school, Tom? What do you do after school, Tom? Dạ, hả? What do you do after school, Tom? Tom. What do you do after school, Tom? Đọc giống nó ha. What do you do after school, Tom? Quá đỉnh, quá đỉnh, quá Hả? đỉnh. Ê, trời, mấy con này đơn giản mà. Vô đi em. What do you do after school, Tom? Right. Có mấy câu mà nó khó ơi là khó, kiểu giống như là he committed a crime against discrimination gì đó, bla 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 đó, kiểu gì á, kiểu 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 gì á, vân vân và may may á, có nhiều cái câu nó khó á. Mình đọc hồi cái hả gì vậy vậy đấy kiểu vậy nè kiểu nhiều lắm, nhiều nhiều từ đó. Racial discrimination in the United States human rights watch nghe thì nó dễ. Em nghe là một cái kỹ năng bị động, mình có thể mở lên mình nghe, thí dụ như là em nghe những cái như là phim hoạt hình hay là mấy cái đứa Barney và các bạn, hoặc là BBC 6 Minute English á, BBC 6 Minute English á. Đấy, em có thể nghe mấy cái kênh này nè, thì nó sẽ giúp cho em tăng cái từ vựng lên, hoặc em có thể nghe VOA, Voice of American á, ấy American mà Learn English á, ấy em nghe mấy cái kênh này nó sẽ đọc giọng Mỹ cho em, và nó sẽ em chỉnh tốc độ chậm cũng được, còn không em để nguyên tốc độ đó đi cho nó mau, cho nó mau giỏi đó. Welcome to the Đó Voice of America's xong news mở words. sắp lên đấy, ngày nào chị cũng nghe tin tức, Traveling still a trời mystery. trời chị nghe tin tức Mỹ còn siêng hơn tin tức của Việt Nam nữa. Thậm chí bây giờ bên đó bao nhiêu độ, khúc nào bao nhiêu độ chị cũng biết nữa. Rảnh lắm. Xong xong đó thì em cứ nghe kênh nó đi, nó cũng không có nói nhanh đâu. Đấy. Nó khó thôi, từ vựng nó khó thôi, nhưng mà có điều mình cứ nghe đi và mình bật sắp lên ha. Mình bật sắp lên như vậy nè. Ồ, buồn quá nó không có sắp. Nó không có sắp thì nghe kênh gì ta? Để coi sao cái kênh này nó không bỏ sắp ta. Rồi vậy thôi coi BBC đi, BBC 6 minute ế ế khỏi cần sắp gì, One, đây khỏi cần sắp two, luôn, có sắp rồi nè. three. That's right, three friends. Okay, now let's play a game with our friends. They say their names. You listen. Dễ nghe không? Dạ dễ nghe. Ừ, có chữ luôn, nhìn thôi. Khi mà em nhìn rồi em nghe á, thì nó sẽ vô nhanh lắm. Tại vì giống như cái từ đó mình không cần phải biết tiếng Việt luôn, mà mình cứ kêu, mình cứ thấy người ta ra chỉ trỏ làm này á, xong mình sẽ thuộc cái từ đó luôn. Are you ready? Here they are. Find the names with the letter A. Ấy, cũng như mình học thôi. I am Zenitsu. I am Anna Abhiri. Hi, I am Alexa. À, được á, cái này được á. Right, okay. I use the internet. What does he do? I use the internet. Use the internet. I use the internet. IoT internet. I use use the internet. You this. Oh yeah, that's right. What else do you do after school? What? You do after school. What else do you do after school?
What gì? What else? What else do you do after school? What else? What else do you? What else do you do after school? You after school. À, do after you school. Do? Mình có động từ chính ha. Do you do after school? I do exercise. I do exercise. Sờ e thành sờ exercise. Exercise. À, okay. Mom says it's good for me. Mom says. Mom said it's good for me. Có nghĩa là má đã nói. Mom said it's good for me. Má đã nói là nó rất là tốt cho mình, là tốt cho sức khỏe của mình á. Say này chính là say 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 này là verb 2, verb 3 của nói á. Say 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 này. Said. Đấy, said là verb 2 của say. Say. Má đã nói rằng ha ha, điều đó tốt cho tôi. Mom said it's good for me. And I do exercise after school on Alpha. Rồi. Thank you. Bữa sau mình sẽ học tiếp ha. Rồi về nhà học từ vựng cho chị nhé. Okay, chị. Okay, thank you. I'll send you some homework. Yeah, bye bye. Bye chị. Bye.